Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh Washington DC. Ngày hôm nay mình chia sẻ một cái tiêu đề với tất cả mọi người là nỗi sợ khi về Việt Nam cũng như là bên Việt Nam trở về Mỹ. Đó là cái nỗi sợ như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi video của mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình có ngồi đọc một cái tờ báo. Và cái tờ báo là tờ báo Việt Mỹ. Ở bên đây thường họ thích đọc báo này lắm các bạn. Và hầu như cái tờ báo này nó ra hàng tuần. Và trong đó có những cái tình huống dở khóc dở cười, cũng như là những cái tình huống đó mình đã gặp ở ngoài đời rồi. Và mình cũng đã, chồng mình cũng đã từng bị rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ nêu những cái quan điểm, mình nêu quan điểm riêng cá nhân của mình, cũng như là những cái người đồng cái cảnh ngộ của mình về một cái khía cạnh của xã hội thôi nha mọi người. Thì nó sẽ có rất là nhiều trường hợp, nhưng mà cái trường hợp như thế này là họ rất là sợ. Đó là khi mà đi về Việt Nam chơi hay là từ Việt Nam trở về Mỹ, thì thường là những người quen, những người thân họ sẽ nhờ mình xách đồ của bà con dòng họ, hoặc đôi khi sẽ gửi quà cáp về Việt Nam cho những người ở bên Việt Nam. Và cái nỗi khổ của cái người mà đi về Việt Nam á, mà nghe được những cái lời mà ký gửi hàng như vậy á, là bắt đầu lo sợ các bạn. Vì lý do tại sao mình nói lại lo sợ, vì nó có hai mặt như vậy. Thứ nhất, nếu như các bạn nhận quà của người ta gửi về Việt Nam, thì nếu như cái người mà không biết, hoàn toàn không biết gì hết về cái sự việc này, thì bảo đảm họ sẽ vô tư nhận lấy hàng. Tại họ nghĩ là đơn giản chỉ là bên đây gửi đồ về Việt Nam, ăn uống quà cáp hay gì gì. Họ chỉ đơn giản là họ nghĩ họ xách về giùm thôi. Và khi mình xách về tới sân bay thì có người ra lấy, rồi là chuyện đó nó chấm hết, tới đó là hết rồi. Họ nghĩ đơn giản vậy thôi, đâu có chuyện gì phức tạp mà mình lại từ chối người khác thôi. Người Việt mình cũng hay có cái tánh là rất là sởi lởi và hay giúp đỡ người khác, cho nên ok nhận. Và cái vấn đề thứ hai ở chỗ là nếu như khi mà cái người người ta biết được cái sự việc là đôi khi ở trong đó không biết người ta chứa cái gì, hoặc là người ta tráo cái gì đó, có thể là người ta ở ngoài là cái hộp điện thoại nhưng mà ở trong là một cái gì đó chất cấm chẳng hạn, thì họ vô tình họ không biết, tại vì đồ của người ta mình đâu có dám mở ra, mở ra thì quá ra nhiều chuyện, cái họ không dám mở, thì họ cầm về Việt Nam, tới khi qua hải quan họ bị bắt thì coi như là họ buôn lậu xuyên quốc gia. Là các bạn biết không, buôn lậu xuyên quốc gia là coi như ở tù rất là hơi bị nặng á, lãnh lịch cũng hơi bị nhiều luôn á, có khi là có sẽ tử hình luôn, nếu như số lượng nhiều sẽ tử hình đó các bạn. Rồi xong rồi, sau khi mà nếu như mình trót lọt thì nó sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không, mà còn nếu như bị bắt coi như là mình quan mạng, mình không ăn uống gì trong đó hết, mà cuối cùng mình bị ở tù quan, hoặc là đôi khi bị phiền phức, có nhiều cái phiền phức. Rồi nói về cái khía cạnh thứ hai là ví dụ như bây giờ nếu như nhận đồ á, nhận á thì hồi hộp, mà từ chối á thì người ta giận, người ta nói mình ích kỷ, mình nhỏ mọn, có sách về giùm cái món đồ đó thôi mà cũng không dám sách. Rồi á, cái vấn đề là khi mà tại sao người ta không nhận là như vậy. Đôi khi, nhiều khi nhận rồi á, đi ra sân bay, cái những cái chất đó, những cái món hàng đó, những đồ ăn đó, nhiều khi người ta nghi ngờ, cái ta dịnh mình lại. Người ta không có bắt, mà ta dịnh mình lại, người ta kiểm tra. Bây giờ mình nói đơn giản thôi, chỉ là dịnh lại kiểm tra thôi, nó sẽ tốn ít nhất cũng phải 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ của mình nằm ở ngoài sân bay. Nếu như người ta không cho đem vô nước Mỹ thì bạn sẽ là người phiền phức, phải dục bỏ những cái món hàng đó, xong rồi tiếp đến là phải ngồi lập biên bản. Rồi trong thời gian chờ lập biên bản á, thì các bạn phải chờ đợi. Tại vì chờ đợi để người ta làm giấy tờ thủ tục để người ta phạt mình. Mình bị phạt mà mình còn phải ngồi chờ nữa các bạn. Cho nên
cái đoạn đường mà từ bên Mỹ đi về Việt Nam là đã 24 tiếng đồng hồ rồi, mình ngồi máy bay mình đã rất là mệt mỏi rồi, mà còn về tới sân bay mà còn bị dịnh lại thêm mấy tiếng đồng hồ như vậy nữa, các bạn biết nó rất là mệt. Và đó là lý do tại sao mà người ta từ chối, người ta không nhận đồ đem về. Mà nhận á thì hồi hộp, mà từ chối á thì người ta giận. Mà bây giờ mình hỏi bạn á, làm sao để cho nó ổn thỏa bây giờ. Nếu như mà bây giờ các bạn nhận, lỡ như cái chuyện nó không là gì, giống như chồng mình đi, bữa đó ông nhận cái mấy cái cốc mà uống cúng ông thần tài đó, cốc mà có 6 cái ly đó, 6 cái ly nhỏ nhỏ đó, cái khi qua cái máy scan, cái nó scan cái nó nói là buôn bán đồ cổ, nó bắt phải mở cái đó ra kiểm tra, rồi cái nó nghi ngờ là buôn lậu đồ cổ, cái bắt chồng mình phải khui thùng ra kiểm tra. Mà các bạn biết không, rồi cái nó khui ra nó thấy không có gì hết, cái nó đóng thùng lại cho mình. Chồng mình nói hả, mất hết 4 tiếng đồng hồ ngồi ngoài sân bay mà không có vấn đề gì hết. Rồi điểm thứ hai nữa là khi mà các bạn mà bị dịnh lại như vậy, các bạn bị hỏi thăm như vậy rồi, là cái trong cái phết nó sẽ ghi lại là ngày đó tháng đó nó giữ bạn lại để nó kiểm tra cái gì đó. Thì những lần sau khi các bạn về và các bạn trở qua thì các bạn vẫn bị kiểm tra. Nhiều khi lâu lâu vui vui cái nó ngoắc vô kiểm tra vậy thôi, nhiều, giống như là bạn bạn được bị nằm ở trong cái viện mà đã bị kiểm tra rồi là sẽ bị kiểm tra hoài vậy đó, giống như vậy đó. Cho nên nhiều khi người ta rất là sợ và người ta không dám nhận. Rồi á các bạn biết hả, cái nhiều cái tình huống dở khóc dở cười về về nhận đồ, mà cái nỗi khổ là cái nỗi khổ phải từ chối. Bây giờ mình chơi thân với nhau quá rồi, bạn bè với nhau mấy chục năm rồi, mà nó về Việt Nam mà mình gửi đồ nó không nhận, coi như buồn không? Quá buồn luôn đúng không mọi người? Nhưng mà còn cái người nhận đồ thì nó hồi hộp, nhiều khi nó sợ bị dính ở ngoài sân bay, hoặc đôi khi đơn giản là nó không muốn xách nặng. Ví dụ như giờ nhận của người này không nhận của người kia thì kỳ, nhận của bà này 1 ký, nhận bà kia 1 ký, nhận bà nọ 1 ký, nhận hồi lên thùng mười mấy ký. Ví dụ như họ muốn đi nhanh gọn lẹ, họ không có xách hành lý gì hết trơn, họ chỉ xách cái ba lô thôi xong họ đi, hoặc là một cái túi kéo nhỏ thôi là họ đi rồi, là nó gọn gàng không cần phải chờ lấy hành lý. Còn nếu như mà người ta ký gửi như vậy thì những cái hành lý đó phải đưa vô cái kho kho hành lý chứ không có phải là kéo theo được. Thì khi mà mình lấy được hành à, mình kéo cái vali của mình đi rồi, mình phải đứng đó mình chờ để mình lấy cái hành lý của cái người ta gửi về Việt Nam. Tại mình nhận mà, mình nhận đồ của người ta đem về, phải mình phải lo mấy cái chuyện đó, đi về Việt Nam cho tới nơi tới chốn chứ. Tới khi mà chờ lấy hành lý không cũng lâu nữa, các bạn biết nhiều khi nhanh á thì vô 5-10 phút các bạn có thể lấy được hành lý, còn chậm nhiều khi các bạn chờ cả tiếng đồng hồ chưa có hành lý nữa. Tại vì cái máy bay này nó đáp xuống rồi xong nó tuôn hành lý ra, xong mấy cái máy bay kia nó đáp xuống nó tuôn hành lý ra, thì đôi khi hành lý của mình nó trộn ở trong đó đó, và mình phải đứng mình chờ, mình coi có cái thùng nào là cái thùng hành lý của mình và mình lấy. Nhiều khi hả, chồng mình á, bữa đó chồng mình đáp máy bay là 12 giờ mà đến 1 giờ rưỡi chồng mình mới ra. Cái mình hỏi là sao mà lâu dữ vậy, ổng mới nói là làm thủ tục không là cũng hết nửa tiếng rồi, mà nội chờ hành lấy hành lý không là hả nhiều khi tới 15 20 45 phút, nó lâu đến như vậy. Ổng nói hả, ngồi chờ tại vì mấy cái chuyến máy bay mà nó đáp xuống đó, máy bay của ổng là cuối cùng rồi, những cái hành lý kia là nó dồn cái của ổng là nó nằm ở sau sau chót. Ổng nói không phải chờ mấy hành lý kia nó đi ra hết rồi bắt đầu mới tới hành lý của ổng đó. Là có nhiều người họ cũng sợ theo kiểu như vậy, giống như họ sợ phải chờ đợi, họ sợ phải phải bưng kình càng. Các bạn biết nếu như các bạn hành lý nhiều thì các bạn phải vận chuyển rất là mệt, mà nếu như mà mình có một cái vali với một cái túi xách thì mình kéo rẹt 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 mình đi thôi, nó mau lẹ nữa. Đó là những cái suy nghĩ của những người bên đây mà mình gặp rất là nhiều. Có nhiều khi mình là người đi đi gửi nè các bạn, nhiều khi mình nghe tại Việt Nam mình hỏi mình gửi về cho ba mẹ mình cái điện thoại hay cái gì đó, có rất là nhiều người cũng chịu nhận đồ của mình đem về, nhưng mà có rất là nhiều người họ cũng từ chối, họ không nhận, họ sợ phiền phức, họ sợ lâu lắc. Và nhiều khi hả các bạn biết đâu phải là nhận xong rồi đi về là thôi đâu, rồi nhiều khi mình phải liên lạc với cái người đó để cho cái người đó người ta ra lấy đồ nữa. Cho nên các bạn biết không, khi mà người nào mà nhận đồ của mình mà đem về Việt Nam giùm mình á, mình thật, người ta biết là mình thật cho nên người ta mới nhận.
và người ta biết được những cái món đồ mình gửi là nó không có nằm trong chất cấm, người ta nhận đó các bạn biết. Còn với những cái món đồ mà đặc biệt là đồ ăn á, đặc biệt đồ ăn là dễ bị lắm, mà theo kiểu là ở trong nước Mỹ mà đem ra nước ngoài á, thì nó dễ, chứ còn ở ở ở Việt Nam mà đem vô nước Mỹ thì nó rất là khó. Cho nên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cái video này để cho những ai mà đã từng mà theo kiểu hờn trách á, hờn trách những người mà tại sao là không đem giùm cho mình á, thì cũng hiểu cho người ta đi. Đôi khi người ta nhát thôi, người ta sợ phiền phức, rồi đôi khi là người ta không có muốn là phải xách lùm đùm đề mệt mỏi giống vậy thôi, thì mọi người cũng thông cảm cho những người đó. Thì không phải là ai cũng như vậy, nhưng mà đa phần là người ta từ chối mình là người ta nằm trong cái suy nghĩ như thế, hoặc đôi khi là hành lý người ta quá nhiều, bà con dòng họ người ta gửi hết trơn rồi không có đủ số ký để cho mình gửi. Đó là những cái trường hợp mà mình thấy ở bên đây, mà thường là người ta từ chối cái nhận đồ của mình á. Và thứ hai nữa là cái điểm mà ít ai nói ra đó là họ sợ mang phiền phức. Đó là cái điểm đó ít ai nói lắm, họ thường họ từ chối khéo và họ nói là em đủ số ký rồi, em dư ký rồi, nhiều người gửi qua dư ký em không xách về được, thì họ sẽ từ chối khéo kiểu như vậy. Chứ họ không có nói quỵt tẹt là thôi tôi xách đồ của bà về mất công ra tới sân bay nó phiền phức, nó chờ đợi lâu lắm. Người ta không có nói như vậy, tại vì nói như vậy thì mất công mất lòng. Rồi người ta thường từ chối cái cách là nhẹ nhàng là thôi đồ của em mua nhiều quá, nhiều khi dư số ký em còn bỏ lại nữa, bây giờ nhận đồ của chị nữa là không có chỗ để hay gì gì đó. Đó là cái cách từ chối nhẹ nhàng của những người đó thôi, chứ thường là những người mà đã từ chối rồi thì trong cái bụng dạ của họ là họ sợ phiền phức. Và bữa trước mình có gửi đồ về cho mẹ mình đó, hai chai thuốc thôi, nhẹ thôi, nhưng mà anh đó là ảnh bữa đó anh cũng bị dịnh lại bên sân bay á, nhưng mà anh nói là ảnh dịnh lại vì do cái đồ ảnh quá nhiều và họ giống như họ nghi ngờ là mình mua những cái đồ kêu bằng ví dụ như nó cho quy định mình 4 món mà mình mua 5-6 món vậy đó, thì nó dịnh lại để nó kiểm tra. Thì ổng nói là cái thời gian nó dịnh lại kiểm tra cũng hết mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ ở ngoài sân bay. Ổng nói mệt mỏi quá cho nên thôi lần sau về không dám nhận đồ của ai nó hết, tại vì nhận đồ vừa sách nặng mà vừa còn giống như là nhiều khi nó dịnh mình lại rồi nó hỏi này hỏi kia rất là mệt. Đó là cũng cái sự việc đó cũng mới gần đây thôi, và mình cảm thấy cái điều này á, hầu như là chưa có ai biết nhiều, mà mình cũng là người giống như vậy các bạn. Hồi lúc mình ở bên Việt Nam mình cũng là một người suy nghĩ theo cái kiểu là mấy người này sao làm hiểm quá, xách đồ đi giùm thôi mà làm gì mà khó khăn vậy, kêu đem đồ đi mà không đem này kia kia nọ đó. Có nhiều khi hả mình kêu chồng mình á đem đi mà ổng không đem đi, mình giận luôn các bạn, mình giận ổng luôn, mình nói anh con người anh sao kỳ quá, đem đi giùm người ta qua bên bển thôi, có gì đâu mà anh không chịu nhận này kia kia nọ. Nhiều khi mình cãi với ổng, cãi lộn với ổng, mình giận lộn ổng luôn á, là chuyện đó là hai vợ chồng mình luôn á. Rồi xong rồi cái chồng mình thì ổng không có giải thích, tánh ảnh là không có giải thích hay là dòng do tâm quốc gì hết trơn á. Nhiều khi ổng nói là ổng không nhận vậy thôi, chứ ổng không có nói lý do tại sao ổng không nhận, rồi ổng gặp rắc rối gì ổng không bao giờ ổng nói, chứ ổng nín thinh à. Cho nên khi mà mình qua đây bắt đầu cái mình nghe nhiều người đã từng bị rắc rối khi mà ở ngoài sân bay, rồi mình cũng lên mình tìm thông tin ở trên mạng những cái trang mà về xuất nhập cảnh đồ của Mỹ rồi đó, thì mình tìm hiểu thì mình biết được là có nhiều trường hợp đã từng bị phiền phức như vậy rồi. Rồi có những trường hợp họ bị ở tù quan mạng nữa, họ ở tù quan mạng vì những cái người mà họ lợi dụng cái niềm tin của mình á, lợi dụng niềm tin của mình là lấy đồ gửi về Việt Nam á, nhưng mà gửi ba cái hàng cấm á các bạn, và tới cuối cùng nếu như mà trót lọt á thì họ đâu có bị gì đâu, mà nếu như bị bắt thì mình là người bắt chứ họ đâu bị bắt, nhưng mà mình là người vô tình mình chuyển hàng cho người ta chứ mình không có biết được là trong đó là có cái hàng gì hay không. Và những cái trường hợp mà bị bắt ở ngoài sân bay á, mình đọc ở trên thời sự á, và mình thấy á, hả có nhiều người họ rất là tội, đôi khi họ không có làm á, vô tình là cái lòng tốt chỉ là cầm nhờ người ta cái đó, hoặc là đem nhờ cho người ta đồ đó đem về Việt Nam, mà tới khi bị bắt ra là tá hỏa tâm tinh thì coi như là mình đâu có chối tội được.
theo kiểu là tang chứng vật chứng gành gành mình cầm trên tay mà. Bây giờ tao đâu có biết mày mày cầm cho ai hay hay là mày đổ tội cho ai hay mày chạy tội, tao đâu có biết được. Nhưng mà giờ trước mắt là tao thấy mày cầm trên tay rồi, đó là như vậy. Rồi khi mà cầm cái đồ của người ta, cái điều này nữa các bạn, cái điều này là mình thấy là rất là nhiều luôn. Khi mà cái người mà kỹ á, họ kêu là khui hàng ra đi, khui ra coi coi trong đó có cái gì. Cái người mà người ta gửi đồ, cái người ta giận, người ta nói tao gửi đồ vậy mà mày làm gì mà mày khui ra nữa. Cái theo kiểu là đồ ăn mắm muối hay gì đó, cái nó quấn chặt hết trơn, ta gói cho nó gọn gàng hết. Cái khi đến đó cái phải banh thùng ra khui, banh ra coi cho người ta coi, rồi bắt đầu cái kiểm tra hàng hóa đàng hoàng, bắt đầu mới dán keo rồi lại. Cái có nhiều người họ họ giận, họ nói theo kiểu là sao có gì kỳ cục quá, đồ của người ta mà nhiều chuyện, coi gì trong đó, giống như vậy đó. Nói là sao nhiều chuyện, coi gì đồ của người ta gửi qua cho con cháu người ta, cái gì kệ người ta, sao mà nhiều chuyện vậy. Nhưng mà họ không có biết được là người ta kiểm tra như vậy để người ta chắc ăn là những cái đồ đó là họ đã chứng mắt thấy là hàng đó là tôm khô cá hay gì gì đó để họ yên tâm. Nhiều khi hả nó đóng trong đó, nó đóng ví dụ như sừng tê giác hay là hươu nai hay nhung nai gì chặt chết luôn á, khui thùng ra cái thấy cái là coi như chết luôn. Cái tội đó rất là lớn. Và mình thì một vài thông tin muốn chia sẻ với tất cả mọi người, cũng như là nói lên cái tâm sự của một số người họ mắc phải cái tình cảnh như vậy. Thì nếu như mà mình chơi với nhau mà mình thân mà mình biết được đó là cái người đó tốt đàng hoàng và không có bậy bạ thì mình nhận đồ cũng bình thường thôi. Nhưng mà mình cũng nên, trước khi mình nhận đồ mình cũng nên tìm hiểu xem là những cái đồ nào không nên đem về hoặc là không đem qua Mỹ được thì để mình tránh. Thì bữa trước mình có làm cái video là những cái thực phẩm mà không có nên đem vào nước Mỹ đó. Thì các bạn nếu như các bạn có quan tâm thì bấm bên cái trang của mình và tìm lại video cũ xem giùm mình nha. Để mình biết cụ thể hơn những cái sản phẩm nào và những cái thức ăn nào mình không nên đem qua nước Mỹ, để tránh cái tình trạng là khi mình đi đến sân bay mình phải khui thùng ra và mình giục mấy cái đó, xong rồi mình phải dán keo lại, nó rất là phiền phức và nó rườm rà lắm. Tại vì khi các bạn dán cái thùng lại mà cái thùng nó lỏng bỏng, người ta cũng không có chịu, người ta bắt bạn phải dán như thế nào cho cái thùng nó phải sát khi mà họ vận chuyển, nó không có lụp bụp trong đó. Đó là cái điều khó khăn mà các bạn nên biết trước khi mà mình đi về Việt Nam cũng như là từ Việt Nam về về Mỹ, để tránh những cái trường hợp kêu bằng phiền phức không đáng. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình đến thời điểm này. Nếu các bạn thấy cái thông tin này nó hữu ích và nó có tính chia sẻ cao, các bạn hãy đăng ký subscribe ủng hộ kênh, like và share cái video này về cái kênh của mình để có nhiều người hơn biết về cái thông tin này, để tránh cái tình trạng là tay bay quả gửi nha các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye bye.